Hello, kênh Mê Xe Cổ Việt Nam mến chào anh chị em và bà con mình. Ngày hôm nay em review cho anh chị em và con mình một con xe Click bản số VIP, tứ quý sáu, bản số VIP. Xe chất xe thì nó rất là đẹp, dọn mới full. Còn sót một hai chi tiết không đáng kể đó. Dọn mới full luôn đó. Anh chị em mình muốn sưu tầm tứ quý sáu thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0979 396 007, em có để trên màn hình đó. Kết nối Zalo, em sẽ gửi hình chi tiết và clip để anh chị em mình soi chất xe ha. Còn riêng con xe này giá trị sưu tầm cao là ở chỗ cái tứ quý sáu. Tứ quý sáu là có nghĩa là bốn cái lọc có nghĩa là bốn cái lọc. Anh chị em mình có nhu cầu thì cứ vào liên hệ qua số điện thoại là 0979 396 007. Kênh Mê Xe Cổ Việt Nam cũng cảm ơn anh chị em và bà con mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ bên kênh Việt Nam, bên kênh Mê Xe Cổ Việt Nam. Ngày hôm nay cũng được hơn gần gần 2.500 sub rồi, cho nên là em cũng rất cảm ơn anh em rất nhiều. Và em có thêm mỗi kênh YouTube nữa là Nông Nghiệp Việt Nam 68. Em có thêm mỗi kênh YouTube Nông Nghiệp Việt Nam 68. Anh chị em mà yêu mến và đam mê những cái dòng cây cảnh, yêu thích những cái dòng cây cảnh hoa lá độc lạ quý hiếm thì hãy ghé thăm kênh Nông Nghiệp Việt Nam 68 để xem và thư giãn. Và có nhu cầu về cây giống thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em luôn là 0979 396 007 Zalo. Anh chị em xem vui lòng cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em có động lực phát triển kênh một ngày một vững mạnh hơn, mục đích để phục vụ anh chị em và con mình trong những giờ thư giãn, trong những giờ làm việc mệt mỏi để thư giãn cho nó vui vẻ. Và cảm ơn anh chị em và bà con mình. Hẹn gặp lại anh chị em và con mình những cái clip sau.